Em xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Đan Dừa Hàng Độc Sư Thái Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay đã là ngày mùng 5 tháng 10 năm 2020 rồi các bác. Và hiện tại bây giờ đã là khoảng tầm 4 rưỡi 5 giờ chiều rồi. Thì em vừa mới ở chỗ dưới bà con về. Và thì hôm nay bà con có về được một lô giã hạc bóc rừng của thuộc vùng rừng Chư Mo Rai nhé các bác. Và của Gia Ly. Thì tổng cộng hôm nay là em có được gồm là 7 con bò và 2 dê giã hạc Gia Ly. Đấy, thì như các bác đang thấy đây thì là hôm nay là em về được rất là ít và cũng không có nhiều để cho các bác cùng với mọi người sưu tầm. Thì với lại hôm nay là em để cho các bác cùng với mọi người các cái giá combo rất chia là rẻ nhá. Đấy, vì cái dòng Chư Mo Rai là nó hôm nay bà con về được cái lô dòng Chư Mo Rai thân mảnh lá tre này, cho nên là hàng nhìn nó hơi bị xấu một tí, cho nên là em để với cái giá rất chia là trung bình cho các bác cùng với mọi người sưu tầm. Đấy, thì để không mất nhiều thời gian của các bác cùng với mọi người, em sẽ xin phép là quay rõ và báo giá tiền của mỗi combo luôn nha. Sau đấy là các bác cùng mọi người là liên hệ đến số điện thoại của em để trên tiêu đề và đặt cho mình những combo giã hạc của vùng Chư Mo Rai và hai dê giã hạc của Gia Ly. Thì đầu tiên hôm nay là em có một cái combo số 1. Đây, combo 1 có giá là 350 cho một dê gồm hai thân mầm này. Đây, đây là dòng Chư Mo Rai nhé các bác. Thì đây là combo 1 là kiến. Thì combo 1 này nó có 1 dê này, 2 dê này, 3 dê này, 4 dê này, 5 dê này, 6 dê này, 7 dê này, 8 dê này, 9 dê, 10 dê này, 11 11 12 và 13. Đây thì 13 dê nhé các bác. 1 này, 2 này, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dê. Thì combo 1 giá hạt kiến Chư Mo Rai này có giá là 350 nhé các bác. Đấy. Rồi, em qua combo số 2 này. Thì combo 2 này cũng là giá hạt Chư Mo Rai luôn. Thì combo 2 này là cũng có giá là 350. Thì cái combo 2 này là những cái dề nó nhỉnh và nó dài hơn rồi các bác. Thì nó có là 1 dề này, 2 dề này, 3 dề này, 4 dề này, 5 dề này, 6 này, 7 này. Đây, thân xanh này. Đây, dòng Chư Mo Rai thân xanh nhá các bác. Gần như xanh sạch rồi đó. 8 này, 9 này. Đây, thân xanh này. Và 10 này. Đấy, thì combo 2 là 10 dề, có giá là 350 nhá các bác. Tiếp theo là qua combo số 3 này. Thì combo 3 thì cũng có giá là 350 luôn. Thì nó có là 1 dề này, 2 dề này, 3 dê này, 4 dê này, 5 dê này, 6 dê, 7, 8, 9 và 10 này. Thằng này là thân xanh này, gần như là xanh sạch luôn luôn rồi cũng nhắc qua. Đây. Đấy. Cổ lá rất chìa mờ luôn. Đấy, thì combo số 3 này cũng có giá là 350 cho 10 dề giá hạt Chư Mo Rai nhá các bác. Tiếp theo là qua combo số 4. Thì combo 4 này sẽ có giá là 400 cho một cái dề. Combo 4 là gồm 1 2 3 4 5, 5 nguyên bản. Đây, một con thân xanh này. Đây, combo 4. 1 2 thì ở đây có 2 kiến này. 3 thì ở đây cũng có 2 dề luôn này các bác. 4 ở đây cũng có 2 dề này. Và 5. Đấy, thì combo số 4 5 nguyên bản có giá là 400.000, thì nó có 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn, 4, 5, 6, 7, 8 ngọn nha các bác. Rồi, tiếp theo đem qua combo số 5 này. Thì combo 5 này. Combo số 5 có giá là 500.000 cho là 1 dề này,
một dề này, thì cái loại này cũng phải hơn 10 sen rồi nhá bác. Một dề này, hai dề này, ba dề này, bốn dề này, năm dề này, thân xanh này các bác này, và sáu dề này. Đấy, thằng này phải được 27 sen, 28 sen rồi nhá bác. Đây thì con bò số 5 đã hạt chưa một giây có giá là 500.000 cho 6 dề. 1 2 3 4 5 6. Con bò số 6 này. Con bò số 6 thì cũng có giá là 500 nha các bác. Thì nó có 1 dề này. 2 dề này. 3 dề này. 3 dề này. 4 dề, 5 dề, 6 dề. Đấy, thì con bò số 6 cũng 6 dề và có giá là 500.000 nha các bác. Đấy. Rồi, qua con bò số 7. Con bò 7 này. Thì con bò 7 cũng có giá là 500.000 và nó có là 1 dề này. 2 dề này. 3 dề này. 4 dề này. 4 dề. 5 dề. 6 dề. Đấy thì con bò số 7 cũng là 6 dề giã hạc chung một dây và có giá là 500.000 nha các bác. Đấy. Tiếp theo là em qua hai cái dề giã hạc Sali này. Thì đầu tiên là dề số 1 có giá là 250 cho một dề gồm hai thân mầm tơ này các bác. Một dề gồm hai thân mầm tơ. Đây, một dề gồm hai thân mầm tơ. Thì thân mầm tơ này nó đã khoảng tầm được là 17-18 cm rồi nhé các bác. Đấy. Thì dề số 1 giá hạt gia ly có giá là 250 cho một dề gồm hai thân mầm tơ. Rồi, tiếp theo là qua dề số 2. Thì dề số 2 cũng có giá là 250 cho một dề gồm hai thân mầm tơ. 1 2. Thì nó cũng khoảng tầm được là 17-18 cm luôn rồi nhé các bác. Đấy. Thì đây là hai dề giá hạt gia ly nhé các bác. Còn lại là các combo kia là giá hạt chung một dây. Thì đấy là tất cả các combo và hai dề giã hạc Sali của em vào chiều ngày mùng 5 tháng 10 hôm nay nha các bác. Có gì các bác cùng mọi người là liên hệ đến số điện thoại của em để trên tôi đề và lựa cho mình những combo giã hạc và những dề giã hạc mà các bác muốn sưu tầm nha. Rồi em xin chào tạm biệt tất cả các bác, hẹn các bác và mọi người vào các clip tiếp theo.